Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đêm Muộn phiên bản YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Hà Hương, rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì đàn ông thường tái hôn, hay nói cách khác là đi đến tập 2 nhanh hơn, nhiều hơn phụ nữ. Vì sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng gặp chuyên gia tâm lý Đinh Thái Sơn để biết thật rõ về điều này nhé. Vâng, xin chào anh Đinh Thái Sơn. Xin chào Hà Hương, xin chào tất cả các bạn. Như Hà Hương vừa mới chia sẻ thì là trong mỗi một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ thì thường là đàn ông hay phụ nữ họ đều chịu những cái tổn thương, chịu nhiều những cái sự khó khăn, trắc trở. Nhưng mà thông thường là hay là do khía cạnh của phụ nữ thì Hương lại thấy rằng là đàn ông có vẻ là tự do, thoải mái hơn sau khi mà hôn nhân đổ vỡ. Thì điều đó liệu có phải như vậy không ạ, anh Đinh Thái Sơn? Có thể là chúng ta thấy từ trước đến nay ấy, thì chúng ta nghe phụ nữ là nhiều. Vâng. Một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể mọi người sẽ quan tâm đến phía nữ nhiều hơn. Vâng ạ. Đó là phái yếu. Vâng. Đó là phía mà phụ nữ thường phải có những cái bất lợi, chúng ta nói là có những cái bất lợi về mặt giới. Vâng. Nó mang tính cái bất lợi nhất định so với nam giới, so với đàn ông. Họ phải chăm con, rồi là về chuyện sinh kế, thu nhập, rồi là những cái việc ổn định cuộc sống của phụ nữ, chắc chắn là sẽ có những khó khăn hơn. Cho nên một phần nào đó có thể họ sẽ có được một chút bao dung nhiều hơn của xã hội, quan tâm. Quan tâm cho cái phía phái yếu nhiều hơn. Đấy, còn phái nam thì thôi, thì sống chết mặc bay. Còn là chúng mày nam giới thì chúng mày đều rất là giỏi và chúng mày hãy tự và càng đáng lấy. Dạ, vâng. Đấy, thì có thể đâm ra lại ít được quan tâm nhỉ. Vâng. Và thấy rằng là cái nhóm, ví dụ bây giờ cái phía đàn ông đi, gọi là cái giới đàn ông ít được quan tâm. Vâng. Thì người ta có đi đến kết hôn nhanh hay là kết hôn muộn, hoặc là họ có những cái sự quyết định như nào sau hôn nhân ấy. Dạ, vâng. Thì có thể đôi khi cũng sẽ ít được để tâm nhiều, đúng không? Dạ. Có lẽ rằng là Hà Hương là một cái người phụ nữ, cho nên là cái tâm lý là sẽ bênh người phụ nữ nhiều hơn. Đứng ở trên khía cạnh của một người phụ nữ thì Hà Hương cũng rất mong muốn biết được rằng là tâm lý của một người đàn ông sau khi hôn nhân đổ vỡ sẽ là như thế nào ạ? Tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện về một khách hàng của tôi. Dạ. Để trả lời cho cái câu hỏi này của chị Hà Hương nhé. Vâng. Trong những năm mà tôi làm việc ấy, thì cái chuyện mà mình gặp hàng trăm những cái tình huống, những khách hàng liên quan đến chuyện đổ vỡ hôn nhân, trước hôn nhân này, rồi là trong hôn nhân, và thậm chí cả hậu, sau ly hôn nữa, nó cũng gây ra rất nhiều những cái dư âm. Thế thì có một cái câu chuyện thế này, có một cái chị khách hàng đến gặp tôi và nói rằng là hôn nhân của chị đã 12 năm với chồng, và gần đây chị vừa thực hiện cái chuyện mà ly hôn, và sau khi ly hôn thì hai mẹ con ra ở riêng. Thế nhưng mà cái người chồng này đã thực hiện ly hôn tất cả về mặt pháp luật rồi, tức là đã hai bên là độc lập rồi, không còn một cái gì lệ thuộc vào nhau ấy. Nhưng mà anh chồng này anh vẫn đến và anh gây áp lực với cô này. Anh gây áp lực đó là hàng ngày anh ấy chỉ có gọi là xuất hiện xung quanh khu nhà của hai mẹ con thôi. Và gây áp lực về mặt tâm lý với cô này, và thậm chí có cả cái sự dọa dẫm. Dọa dẫm rằng là gì? Đại loại những cái câu mà cô khách hàng gặp tôi và nói với tôi rằng là cô rất hoảng sợ. Cô hoảng sợ nói rằng là chúng em đã thực sự không còn là gì của nhau về mặt pháp luật rồi. Nhưng anh đến dẫn dọa dẫm mẹ con em và nói rằng là gì? Đừng tưởng rằng sau cuộc hôn nhân này mà cuộc sống của mày yên ổn. Đấy. Tức là dùng ngôn từ đúng. Thế liệu có phải rằng là họ đang chưa được thỏa mãn một cái vấn đề gì đó về tâm lý không? Đây, tức là anh ấy vẫn trong một cái trạng thái của một người rất là nghiệt ngã, cay nghiệt. Và anh đến đe dọa cô này là đừng có nghĩ là tưởng rằng là chia tay là xong đâu nhá. Đúng. Đấy. Đúng không? Tao sẽ ở đây. Đấy. Và hàng ngày ta vẫn giám sát mẹ con mày. Đừng nghĩ rằng là gì, mày có thể dễ yêu thằng khác. Vâng. Đừng tưởng là gì, mày có tìm được thằng khác dễ dàng đâu. Đấy, ý anh gửi một cái thông điệp rất rõ. Và cô này cũng bị về mặt tâm lý. Vâng. Thế khi cô bị chuyện này thì cô đã liên lạc đến bên nội. Vâng. Tức là bên kia. Và thậm chí liên lạc với cả người anh của chồng. Vâng. Và để tìm kiếm một cái sự cầu viện, một cái sự giúp đỡ, một sự hỗ trợ. Đúng rồi, là tại sao mà bây giờ lại như thế. Thì cái người anh của người chồng ấy, mới đến và gặp cậu em và nói rằng là bây giờ mày đã chia tay với nó rồi, mày không yêu thương được mẹ con nó, thì tại sao mày còn đến gây áp lực về đủ trò như thế, mày quấy phá cái cuộc sống của họ như vậy. Vâng. Thì cô nói rằng là có sự can thiệp của người anh. Thì cậu này cũng giãn ra được một lúc. Vâng. Nhưng mà người anh kia thì đâu phải lúc nào cũng có thể là cũng có thể ở bên, ở bên cạnh để bảo vệ được đâu. Vâng ạ. Thì cái người chồng nó vẫn tiếp tục đến gây áp lực, đủ các thứ, những câu chuyện dọa dẫm như vậy. Và khi cô nói rằng em đã quá hoảng sợ rồi. Vâng. Bây giờ em đến gặp anh thì anh cho em một lời khuyên đi. Em phải làm gì với cái tình huống như này? Thì tôi hỏi cô ấy một câu thế này.
tôi hỏi cô rằng là trong 12 năm hôn nhân đó của em, vâng, thì em đã một lần nào nói lời biết ơn, nói lời xin lỗi với anh ấy chưa? Khi hai người trong những năm tháng sống với nhau ấy, vâng, khi mình làm sai mình có bao giờ xin lỗi họ không? Khi anh ấy làm được một cái điều gì đó tốt đẹp cho mình có bao giờ nói lời biết ơn không? Thì cô khách hàng của tôi lặng người đi một lúc. Cô nói rằng thực sự rất là ít và gần như có thể nói là không. Chúng em là một cuộc hôn nhân cũng như bao nhiêu cặp đôi thôi, vâng, cũng cắm đầu cắm cổ để làm ăn và nuôi con, và rồi là bị cuốn đi bởi công việc, vâng, và rồi cuối cùng là cái sự kết nối tâm hồn, kết nối tình cảm ấy, nó cứ nhạt phai dần, và ai cũng có một cái tôi của mình, thu về một góc của mình, ai cũng cố hoàn thành cái vai trò của mình thôi, nhưng dường như không có một sự kết nối về mặt cảm xúc, vâng, tâm hồn của người kia nữa, cho nên là nó không còn được một cái sự gì để mà gọi là dùng từ biết ơn hay là xin lỗi nhau, cứ lặng lặng thế thôi. Vâng. Cho nên hôm nay anh nói thế làm cho em nghĩ rằng là lúc em chưa nói được một điều nào với anh ấy. Vâng. Thì khi nghe nói thế thì tôi mới nói là cho nên anh hỏi như thế là bởi vì anh biết một điều. Cái cuộc đổ vỡ này đối với người đàn ông đấy là một sự thất bại rất lớn của anh ta. Đó là 12 năm cuộc sống của anh ta không thể lấy lại được. Và gần như 12 năm nó đổi lại cho anh ta là một cái gì? Là một sự thất bại ê chề, là một gia đình đổ vỡ, là một sự ly hôn. Và cuối cùng bây giờ anh ta sống một mình, con thì ở với em. Và anh ta nhìn ra rằng anh ta chẳng còn cái gì cả. Anh ta trống trễnh, anh ta hoang mang, anh ta bàng hoàng. Và tất cả những cái gì anh ta đang làm lại, nó chỉ để giống như lấy lại một cái lòng tự trọng, lấy lại một cái cảm giác mình là một người quan trọng mà thôi. Nó là một sự gọi là giống như là một cái sự tự tôn của người đàn ông. Đúng rồi, lấy một sự tự tôn hay một cái gì đó để mà đôi khi cái sự tự tôn nó lại phải thông qua là nỗi sợ của người khác. Vâng. Đúng không? Nếu em sợ hãi, em xin lỗi anh ta, vâng, em gọi là gì? Em chùn bước trước anh ta thì vâng, làm cho anh ta có một cái sự tự tôn lên. Thỏa mãn. Thỏa mãn, đấy. Vâng. Thế nhìn tất cả những cái gì nó đang biểu hiện đó, chỉ thấy rằng anh ta đã rất thiếu. Vâng. Rất thiếu một cái sự ghi nhận, rất thiếu một cái lời biết ơn của một người vợ. Vâng. Mà 12 năm qua anh ta thấy rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ chẳng để lại cho anh ta một cái gì cả. Thế thì cô ta hỏi là bây giờ em phải làm gì? Tôi nói luôn, em phải thu xếp ngay một cái buổi nói chuyện với anh ấy. Ngày mai là thứ bảy rồi, em hẹn anh ta đi. Một cái buổi chiều thứ bảy, hai vợ chồng sẽ chọn một cái nơi thật là tĩnh vắng, ở một cái quán cà phê, một cái góc phố nào đó, hẹn gặp để nói chuyện. Và anh muốn rằng trong cái buổi gặp đó, em hãy nói lời biết ơn anh ta, hãy nói lời xin lỗi anh ta, hãy nói lại những gì tốt đẹp anh ta đã làm cho em và cho con. Mà chỉ vì cái tôi của em ấy, nó quá là cao trong những năm tháng mà hai người sống bên nhau rồi xung đột, mà đúng, chúng ta không nói lời biết ơn cho nhau được. Hãy nói đi, không bao giờ là muộn. Khi em nói điều đó, nó mới xoa dịu được cái nỗi đau của anh ta. Bây giờ điều quan trọng nhất đó là mang lại cái sự bình yên cho mẹ con em, chứ không phải là câu chuyện là ai thắng ai. Đúng không? Bây giờ người ta rút gươm rồi em cũng rút gươm, chắc chắn là chém nhau. Vâng. Nhưng hãy nhớ một câu nói rằng, đúng không? Trong một cái tình huống nhu đôi khi nó sẽ thắng cương. Vâng. Bên kia đang là cương thì mình phải là nhu, gọi là rút gươm chém xuống nước mà. Vâng. Nước càng chảy. Vâng. Chém mãi rồi nó cũng chán. Vâng. Em hãy là dòng nước đi. Vâng. Vâng. Phụ nữ phải như dòng nước, mạnh mẽ thì rất mạnh mẽ, nhưng mềm mại thì vô cùng mềm mại. Đây là lúc em cần mềm mại, chứ không phải lúc mạnh mẽ để đợi để mà chiến đấu lại anh ta. Vâng. Vâng. Đấy, hãy làm đi. Thế thì cô ấy nghe lời tôi. Vâng. Và sau đó tuần sau thì cô ấy gọi điện lại cho tôi. Cô ấy nói một cái điều rằng là: anh Sơn ạ, em vô cùng cảm ơn anh. Em không tưởng tượng được rằng một cái lời khuyên của anh như thế và em đã làm theo. Nó mang lại cho em một cái kết quả mà ngoài sức tưởng tượng. Hôm đó em đã đi gặp chồng em và đúng thật sự em đã rất chân thành. Em nói với anh ấy cái lời biết ơn, nói với anh rằng những năm tháng trước khi hai vợ chồng sống chung với nhau ấy, có rất nhiều điều anh đã làm rất tốt cho mẹ con em, nhưng mà em đã vì cái tôi của mình, em không nói lời biết ơn anh. Nhưng nếu như không có anh những ngày tháng đó thì làm gì có mẹ con em như bây giờ. Và em đã nói như vậy, chúng ta đã phải đồng hành với nhau, dù rằng cái sự đồng hành đó nó không đem lại một cái hạnh phúc hay là một cái kết quả mà như ý mong muốn, nhưng chính bởi vì đã có những điều đó xảy ra mà ngày hôm nay mới có được cuộc sống như này. Chúng ta đang còn sống ở đây đã là điều may mắn rồi. Và cái sự đồng hành 12 năm đó, đúng không, mới đưa em và con đến bây giờ. Có ạ. Cho nên cô nói lời biết ơn anh ta, cô nói lời xin lỗi anh ta những gì sai. Và cô nói rằng anh có biết không, khi em nói điều đó với chồng em ấy, chồng cũ của em ấy, thì anh ta nghe và anh ta xúc động. Anh ta gục xuống bàn và anh khóc như một đứa trẻ.
anh khóc bởi vì là một nỗi niềm giống như ở 12 năm qua ấy, nó mới được chất chứa, bây giờ nó mới được một người nói một cái lời mà anh ấy mong đợi. Anh cực kỳ mong đợi trong những năm tháng hôn nhân, nhưng mà anh không được nghe, anh không được ghi nhận. Một người đàn ông cần nhất trong cuộc hôn nhân là sự ghi nhận của người vợ. Thì bây giờ anh mới được nghe, dù nó rất muộn. Và anh khóc, khóc xong mà anh ấy nói với cô ấy là anh mới chính là người có lỗi chứ không phải là em đâu. Vâng. Anh có lỗi nên mới đưa mẹ con em vào cái tình huống này. Anh là một thằng chồng tệ, anh là người bố không tốt. Dạ. Và anh thấy rằng anh quá có lỗi với mẹ con em. Vâng. Thế thì cô nói rằng cái ngày hôm đó hai vợ chồng em làm hòa. Hòa không phải chỉ để là quay lại với nhau, nhưng mà sự hòa thuận trong cái việc thấu hiểu nhau hơn. Vâng. Thực sự lúc đó mới được kết nối cảm xúc, mới được kết nối tâm hồn. Và kể từ ngày đó, đấy, tôi nhớ cái đợt thời điểm đó cũng là một cái thời điểm như thế này, tức là trước Tết khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Dạ. Thế thì mối quan hệ họ bắt đầu tốt đẹp trở lại. Dạ. Và tôi nhớ là vào ngày mùng 5 Tết của sau cái sự kiện đó. Dạ. Tức là sau đó 1 tháng rưỡi là Tết. Dạ. Thì tôi nhận được một cái tin nhắn của cô ta. Cô gửi cho tôi một cái tin là: anh ơi, em gửi cho anh tin nhắn này khi em đang nằm ngủ trưa với mẹ chồng. Hôm nay mùng 5 Tết em đưa con về thăm mẹ, thăm bên chồng, và rất vui vẻ ăn uống, hai bên cực kỳ hòa nhã. Và chưa bao giờ em tưởng tượng là có một cái sự hòa bình rằng ly hôn rồi mà mình lại vẫn trở thành một người bạn rất tốt với bên gia đình nhà chồng. Dạ, vâng. Thế vậy thì khi tôi kể ra câu chuyện này, cái thông điệp mà tôi muốn đưa ra đây là gì? Cái thông điệp ở đây chính là sau một cuộc đổ vỡ hôn nhân ấy, vâng, đàn ông mất mát nhiều lắm. Vâng. Không một người đàn ông nào bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà nguyên vẹn độc. Đúng rồi ạ. Chúng ta cứ nghĩ nó mạnh mẽ, chúng ta cứ nghĩ họ là có thể quên hết tất cả mọi việc, chúng ta cứ nghĩ là họ có thể vượt qua và thờ ơ lạnh lùng, đúng không, để đi bước tiếp hoặc là đi sang một mối quan hệ tiếp. Nhưng mà có bao nhiêu những nỗi đau và thậm chí cả những giọt nước mắt mà người ta phải nuốt thầm vào bên trong. Dạ. Người ta không thể khóc nổi được. Dạ. Vì họ là đàn ông mà. Dạ. Họ không bộc lộ sự yếu đuối, nhưng bao nhiêu những giọt nước mắt họ nó phải nín lại. Dạ. Nó trở thành một cái nỗi đau trong lòng thế nào. Dạ. Mà cái nỗi đau đấy đến từ chính cái sự gì? Cái cuộc hôn nhân cuộc nó không thành công. Họ không mãn nguyện bởi vì họ thất bại. Đúng rồi. Họ coi họ là người thất bại. Đúng không? Và nếu như nỗi đau đó mà được sự chia sẻ từ người vợ để nói rằng anh không thất bại đâu. Hôn nhân có thể thất bại, đúng không? Nhưng dạ, chúng ta đã có một cuộc ly hôn rất là thành công, ví dụ vâng thế, đúng không? Thì nó vẫn là lòng biết ơn của hai bên đấy. Dạ vâng. Thì có thể nó sẽ xoa dịu đi rất nhiều những nỗi đau. Vâng. Cho nên nói như thế để cho tất cả chúng ta đều thấy rằng là gì? Đàn ông không hề gọi là gì bình thường một tí nào đâu. Đúng không? Đằng sau cái sự bình thường đó, nó hoàn toàn không bình thường. Nó không bình thường. Những cái thứ mà thế giới mà chúng ta bảo là thôi đàn ông mà quan tâm làm gì, cái bọn ấy nó có thể tự sống được. Vâng. Nhưng tôi nghĩ không phải thế đâu. Cả một thế giới cũng đầy cảm xúc đấy. Dạ. Qua cái chia sẻ vừa rồi của anh Sơn thì Hà Hương nhận thấy rằng là hóa ra là chúng ta có thể là thất bại ở trong hôn nhân, nhưng chúng ta cũng có thể là có một cuộc ly hôn thành công. Vậy tuy nhiên rằng là đây là một cái trường hợp khá là may mắn. Theo Hà Hương nói là được gặp anh Sơn rồi được tư vấn thì mới có thể là có những cái kết quả viên mãn như vậy. Nhưng không phải cuộc ly hôn nào cũng có thể có những cái kết quả viên mãn như cái cặp đôi vừa rồi. Thì Hà Hương nghĩ rằng là chắc chắn nó sẽ để lại những cái hệ lụy nhất định đối với cả tâm lý của đàn ông, phụ nữ, hay là chính là tâm lý của những đứa trẻ nữa, những người thân ở trong xung quanh ở trong gia đình mình nữa. Đúng rồi. Cái câu chuyện mà vừa rồi tôi chia sẻ với Hà Hương ấy. Vâng. Thì đúng là mình nghĩ đó là một cái kết đẹp. Mặc dù trước khi có cái kết đẹp, đúng không? Vâng. Người ta cũng đã tung tóe, cũng đã tan nát rất nhiều. Vâng. Rồi. Gọi là vỡ vụn luôn đấy ạ. Cũng đã gọi là gây quá nhiều áp lực cho nhau rồi. Dạ, nhưng vâng, rồi cũng có một kết đẹp sau đó là vợ chồng làm bạn của nhau. Vậy thì ạ, đây lại là một câu chuyện đó. Tất cả những gì tôi nói đều là những câu chuyện mà tôi đã trải qua. Khách hàng của tôi, thì có một anh khách hàng của tôi cũng gặp một cuộc hôn nhân đổ vỡ với một người vợ. Và hai người cũng đã có một người con, một người con gái. Thế thì trong một cuộc, trong khi mà anh ấy ly hôn thì thực sự cuộc ly hôn của anh ấy nó có thể nói là một cuộc ly hôn vỡ vụn. Dạ. Nó rất là buồn.
và anh ấy sống một nơi riêng và chị sống một nơi riêng. Và trong cái thời gian đó đang làm những thủ tục để ly hôn ấy, thì chính tôi là người mà anh tin cậy nhất. Anh nói rằng chỉ có Sơn mới hiểu được chuyện này của anh thôi. Và Sơn thì cũng đã biết nhà anh rồi, em hãy giúp anh. Đấy, có những cái điều, có những cái lá thư anh viết cho đứa con, anh rất muốn gửi cho nó. Rồi có những cái món quà anh mua được và anh rất muốn gửi cho con. Thì chỉ còn mỗi Sơn thôi, Sơn giúp anh đưa đến gia đình ấy với. Thì tôi đây vừa ở góc độ tư vấn giúp anh ấy, ở một góc độ cho một khách hàng, vừa giúp anh ấy bởi vì mình thương và là bởi vì mình chơi với anh ấy. Và khi tôi đến, tôi đưa cái món quà đến cho con gái anh ấy, thì chính tôi là người vấp phải một sự phản ứng dữ dội từ phía gia đình bên ngoại. Bởi vì là lúc đó mọi người kiểu giống như là quá là ghét cái anh này rồi. Đấy, hình dung không? Từ người vợ cũng phản ứng dữ dội với người chồng. Và sau đó ngay cả người mẹ, tức là gọi là bà ngoại đấy, gọi là bố mẹ vợ, bố mẹ vợ đấy, gia đình nhà vợ, đúng rồi, cũng phản ứng dữ dội với anh ấy. Và ngay cả việc tôi đến thôi là họ chút luôn cả cái sự bực bội lên tôi. Họ chút luôn cả sự bực bội lên tôi. Thế thì mình biết một điều là họ đang có một cái sự ức chế quá lớn với cái cuộc đổ vỡ này. Và ngay cả cái người mẹ, tức là mẹ vợ của anh ấy, chút bực bội lên tôi. Và ngay đến khi cả cái người bố, đúng không, bố vợ còn chỉ ra nói rằng là ôi tại sao bà làm cái chuyện đó, đúng không, cậu Sơn này đến đây cậu ấy là khách nhà ta và cậu đang giúp, chứ cậu ấy có liên quan gì đến cuộc chia tay của chúng nó đâu mà bà lại chút cả giận lên thằng Sơn này đấy. Thế là tôi nhìn thấy ngay những câu chuyện đó. Và câu chuyện nó còn chưa hết. Người vợ cấm đứa con gặp bố nó đấy sau này. Và cô ấy có thể nói là tùng là nhồi vào đầu những đứa con những cái thông tin rất là sai lệch, những cái suy nghĩ, những suy nghĩ sai về bố của nó, làm cho đứa bé nó ghét bố nó. Thế thì tôi hỏi rằng là một cái người đàn ông như thế bước ra khỏi cuộc hôn nhân, đúng không, chả còn cái gì cả, đúng rồi, gia đình cũng vỡ vụn tan nát, mà không gặp được con, bị sự hằn thù từ phía nhà vợ, đứa con nó ghét bố bởi vì mẹ nó đã nhồi vào đầu nó những cái suy nghĩ như thế, thế thì có đúng đấy là mất mát không? Đấy là nỗi đau không? Nỗi đau. Tôi không biết rằng người bạn tôi, anh ấy sẽ mang cái nỗi đau này như thế nào bao nhiêu năm. Và tôi nghĩ chắc là sẽ không phôi phai được, bởi vì anh ấy rất yêu con. Và anh biết một điều rằng đứa con nó chỉ là nạn nhân của một cuộc chia tay, mà cuộc chia tay này không đến từ cái sự cư xử tốt đẹp của đôi bên, lại đến từ sự hằn thù, đến một cái sự căm giận, mà dẫn đến việc đó là cắt hết tất cả những sự kết nối và tình cảm. Và anh nói là coi như anh mất con, Sơn à, anh mất con, bởi vì anh không còn được gặp nó nữa. Mà đến bây giờ nó nhìn anh như là một người bố xấu xí, một người bố tệ hại. Vậy thì đúng là anh thất bại toàn tập của cuộc hôn nhân này. Đấy, thế thì rõ ràng là sau khi mà hôn nhân đổ vỡ xong thì những người đàn ông của chúng ta sẽ cảm thấy rằng là vô cùng đau đớn và vô cùng thất bại. Thì liệu với một cái chuyên gia tâm lý như anh thì anh có những cái giải pháp như thế nào để có thể mong anh chia sẻ những cái giải pháp đó để mọi người cũng có thể là gặp phải những cái hoàn cảnh không may mắn, mình cũng có thể có phương pháp để mình tháo gỡ. Tôi ước gì là tất cả mọi ông chồng bà vợ trên đất nước Việt Nam này đều học cái lớp thuận vợ thuận chồng của tôi. Bởi vì tôi có một cái lớp khóa học đây, có thể nói là một khóa học miễn phí. Khóa học quốc dân dành cho tất cả mọi người, chỉ để nói về văn hóa trong hôn nhân thôi. Cư xử với nhau trong hôn nhân thế nào. Và kể cả cái hôn nhân nó thất bại thì cái ly hôn nó phải thành công. Để người ta bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đó vẫn là người bạn của nhau. Thực sự nó là một cái văn hóa ứng xử đấy. Chứ bây giờ nói giải pháp thế nào, mình đâu có thể gặp được tất cả những người phụ nữ trên cái đất nước Việt Nam này để mà nói rằng hãy luôn luôn, đúng không, cư xử văn minh khi mà bạn đổ vỡ đi. Chẳng ai mong muốn rằng bước vào một cuộc hôn nhân mà đổ vỡ cả. Chúng ta đều mong muốn rằng một cuộc hôn nhân nó tốt đẹp, chúng ta đều mong muốn một cuộc hôn nhân nó đi đến một kết quả viên mãn nguyện. Nhưng mà khi hôn nhân nó đổ vỡ thì sao? Nó có chứ. Chúng ta còn bước vào hôn nhân thì còn đổ vỡ thật sự. Vậy thì một cái lời mà tôi thực sự trao gửi đến với tất cả các quý vị khán giả, nếu chúng ta có may mắn được xem cái video clip này, xem cái chương trình này, thì chúng ta hãy nhìn nhận một cái điều rằng đó là
khi hai vợ chồng đến được với nhau trong cuộc đời, vâng, đấy đã là một cái điều rất may mắn rồi. Vâng. Chúng ta phải như thế nào mới gặp được nhau trong đời này, rồi lại cùng chung chăn chung gối, đúng không? Có được những đứa con, rồi có được một sự nghiệp, và có được cái sự đồng hành ngần đấy một cái thời gian trong cuộc đời. Đó chính là ngần đấy những năm tháng của sự sống mà không bao giờ chúng ta lấy lại được. Vâng. Những cái năm tháng mà chính gọi là sự sống cuộc đời mình ấy, đã dành cho họ rồi, nó thiêng liêng, nó đặc biệt lắm. Nếu có một cái điều gì đó không còn hợp nhau mà chúng ta chia tay nhau trong một cái chặng đường, thì chúng ta hãy biết ơn nhau. Cái thông điệp mà tôi muốn nói đây là lòng biết ơn. Bởi vì lòng biết ơn nó là cái nhận thức cao nhất, có thể nói của loài người luôn, của nhân loại. Bởi vì chỉ có lòng biết ơn ấy, mới giúp chúng ta vượt được qua mọi nỗi đau thôi. Còn nếu như không có lòng biết ơn ấy, thì chúng ta sẽ nhìn những nỗi đau như là một cái sự hằn thù. Chúng ta sẽ nhìn nỗi đau như là một cái lý do, và chúng ta lấy nó để ngụy biện cho tất cả những cái hành vi sau này của mình. Và đặc biệt đó là những cái hành vi nó không mang cái kết quả tốt đẹp. Nhưng lòng biết ơn nó sẽ khác. Chúng ta biết ơn từ nỗi đau. Khi đã biết ơn rồi thì chúng ta đứng lên được từ nỗi đau. Và chúng ta cũng phải biết ơn rằng là dù cái người kia đối xử mình tệ đến mấy đi, đúng không? Gọi là tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này là bởi vì người kia đối xử tôi tệ đi, cứ cho rằng họ đối xử mình rất tệ đi, thì hãy biết ơn họ. Bởi vì chính cái sự đối xử tệ của họ đó cũng làm cho bạn phải ra một quyết định để trở nên thay đổi, đúng không? Bạn phải thay đổi và bạn phải trở thành một con người khác. Bởi vì cuộc sống nó sẽ còn tiếp diễn và bạn không thể nào mãi mãi cuộc sống cứ như thế được. Cho nên chính vì con người đó, đúng không? Vì cách cư xử của họ đó làm bạn không vui đó, thì đó cũng chính là một điều mà bạn phải biết ơn. Để từ đó mà bạn đứng lên, nó hạnh phúc. Hay còn gọi là chúng ta vươn mình lên từ cho tàn, đúng không? Để chúng ta tìm ra một cuộc sống mới, một cái cuộc đời mới. Thì đúng, cái người bạn đời đó đã giúp cho chúng ta nhận ra, đúng không? Một bài học. Dạ. Hay còn gọi rằng là gì? Cảm ơn con người đó đã làm cho mình sáng mắt hơn. Sáng mắt ra còn gì nữa. Vâng. Đúng không? Chắc chắn là bạn sẽ tốt hơn. Vâng. Cho một cuộc sống mới. Vâng. Cuộc sống mới sau này có thể là có một cuộc hôn nhân mới, một mối quan hệ mới, hoặc là có thể bạn sống một mình, nhưng ít ra bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Và chỉ cần bạn trưởng thành hơn thôi thì đấy đã là một cái điều quá tuyệt vời cho cuộc đời. Dạ, vâng. Bởi vì cuộc đời này có cái gì hơn là sự trưởng thành của chúng ta đâu. Đúng rồi. Có đúng là khi chúng ta trưởng thành hơn thì chúng ta hạnh phúc hơn. Vâng. Chúng ta nhìn nhận được mọi thứ nó bao dung hơn không? Dạ, vâng. Nó tốt đẹp hơn không? Vâng. Đấy, mỗi một ngày qua đi nó trưởng thành hơn. Cho nên hãy nhìn nhận một điều thế này này. Người nào trong cuộc đời chúng ta gặp thì đó là người mình phải gặp. Dạ vâng. Cho nên chúng ta đừng nói đúng giá như hay là đau khổ thế, biết vậy, biết thế. Dạ. Trong đời không bao giờ có những cái thông điệp kiểu như vậy. Dạ vâng. Người nào bạn cần gặp đó là người bạn phải gặp. Dạ. Cho nên sẽ không bao giờ có chuyện giá như hay là biết thế. Vâng. Và chuyện gì xảy ra đó là điều phải xảy ra. Dạ. Người bạn gặp và cái chuyện xảy ra đó nó giúp cho bạn trưởng thành hơn, giúp cho bạn nhìn nhận mọi thứ tốt hơn. Và chắc chắn khi bạn trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi thứ tốt hơn thì cuộc đời bạn cũng sẽ tốt đẹp hơn. Được thôi. Vâng. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Thái Sơn. Chắc chắn là khi mà các bạn theo dõi video clip này của chúng tôi thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như chẳng may các bạn có một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ thì các bạn hãy cố gắng là có một cuộc ly hôn thành công. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một trang mới với một tâm thế biết ơn những đổ vỡ đã qua. Và Hà Hương mong rằng video clip này sẽ giúp các bạn nếu như không may đang có một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng sẽ có thêm niềm tin ở những cái trang tiếp theo. Và một lần nữa Hà Hương cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi và mong quý vị khán giả sẽ like, subscribe kênh Chuyện Đêm Muộn phiên bản YouTube của chúng tôi.